cổ động viên Thái Lan bất ngờ tấn công Liên đoàn bóng đá Thái Lan, chủ tịch FAT phải tìm chỗ trốn. Chiều ngày hôm qua, U16 Việt Nam đã làm cả Thái Lan ôm hận khi mà đánh bại U16 Thái Lan một cách đầy thuyết phục. Thất bại này như giọt nước làm tràn ly đã khiến cho khán giả Thái cực kỳ tức giận và chán nản với nền bóng đá nước nhà. Sau trận đấu, trang Facebook của Liên đoàn Thái Lan đã trở thành nơi cổ động viên trút giận. Trận thua 0-2 trước U16 Thái Lan trước U16 Việt Nam nối dài chuỗi 8 trận hoàn toàn thua và hòa của bóng đá Thái Lan trước Việt Nam. Chỉ ít giờ đăng tải kết quả trận đấu, trang Facebook chính thức của FAT đã nhận cả hàng ngàn bình luận, đa phần là chỉ trích và châm biếm. Một tài khoản Suvakit đã cảm thán: thời kỳ đen tối của bóng đá Thái Lan, các đội trẻ thì thay nhau thua Việt Nam, cứ gặp Việt Nam là thua. Chúng tôi, những cổ động viên bóng đá Thái Lan, thấy quá đau đớn. Tôi sẽ chờ U13 và U9, tôi vẫn còn hy vọng, một cổ động viên Natawan đã châm biếm. Hoàn toàn là thua U23+3, U23, U19, U16 của Thái Lan trước Việt Nam. Một tài khoản Bang Babun thì dí dỏm: U2 Thái Lan vẫn còn hy vọng. Vâng, tiền đạo 2 tuổi nhà tôi thì vẫn đang ăn dặm. Không hề đùa cợt, tài khoản Pongkit thì nghiêm túc, truy vấn trách nhiệm của người đứng đầu. Đội tuyển nào cũng thua, đầu hàng trước Việt Nam, chúng ta còn là số 1 Đông Nam Á nữa không vậy? Cũng bày tỏ sự ngán ngẩm, rất nhiều cổ động viên kêu gọi chủ tịch FAT từ chức, đồng thời FAT phải cải tổ lại bộ máy, vực dậy thành tích cho đội tuyển trong bối cảnh tụt hậu thấy rõ. FAT cần phải nhận thức rằng chúng ta thua Việt Nam từ U23, U19, U16 như thế này thì tương lai của đội tuyển quốc gia cũng không sống nổi đâu, và tài khoản Sutiwat đã viết. Không chỉ dừng lại ở việc đã chửi bới trên trang cá nhân, một số cổ động viên còn quá khích đã tìm tới trụ sở của FAT chặn xe và để đòi chủ tịch Somiot, khiến FAT rơi vào một tình trạng hỗn loạn. Theo tìm hiểu của phóng viên, vị chủ tịch này thì cũng không dám xuất hiện. Và từ qua tới giờ thì cũng không có bất kỳ một động thái nào về trận thua của Thái Lan. Tuy nhiên, theo nhiều nhà chuyên gia nhận định, chủ tịch FAT nhiều khả năng sẽ phải từ chức dưới áp lực rất lớn này. Trong một thời gian thì người hâm mộ Thái Lan tin rằng thành công của bóng đá Việt Nam chỉ mang tính chất thời điểm. Họ nói là chúng ta may mắn sở hữu lứa cầu thủ tốt với Quang Hải, Hùng Dũng, Tiến Linh. Khi mà thế hệ này qua đi, tất cả sẽ sớm quay trở về trật tự cũ và nơi người Thái thống trị. Bây giờ là lúc để họ suy nghĩ lại. Sau những thất bại liên tiếp ở cấp độ trẻ, chiều ngày 10 tháng 8, U16 Việt Nam chơi trận bán kết U16 Đông Nam Á 2022 với Thái Lan. Quên đi việc chỉ góp mặt nhờ tấm vé vớt, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra sức ép bên phần sân của Thái Lan. Sau khi có cơ hội bỏ lỡ thì bàn thắng tới đến phút 30, hậu vệ Thái Lan phá bóng lúng túng và tạo điều kiện cho Công Phương, người đã bình tĩnh để hãm bóng trước khi thực hiện một cú dứt điểm vào góc thấp. Tình huống cho thấy sự khác biệt rất lớn giữa hai đội tuyển. Nếu như mà U16 Việt Nam là người truyền được cảm hứng bởi đoạn clip vinh danh các cầu thủ U23 sau giải đấu ở Thường Châu khách sạn, với tinh thần một thoải mái thì Thái Lan lại rơi vào một tình trạng lo lắng. Thay vì điềm tĩnh tổ chức các đợt tấn công thì họ chọn phương án là sút xa. Và khi nóng vội dâng cao tìm kiếm bàn gỡ, người Thái rơi vào cái bẫy mà U16 Việt Nam đã giăng ra. 7 phút trước sau khi màn trận đấu kết lại, Trọng Tuấn đã đánh đầu lái bóng ra góc xa sau đường truyền từ cánh trái. Đây cũng là kết quả của một chiến lược thông minh bên phía Việt Nam. Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn liên tục hết vào cánh phải của Thái Lan, khai thác triệt để sự vắng mặt của hậu vệ đội trưởng. Huấn luyện viên của U16 Thái Lan đã không thể đưa ra câu trả lời. Sau đó, chung cảnh ngộ với huấn luyện viên Kachia, thì người đã dẫn dắt U19 Thái Lan trong thất bại trước Việt Nam một ngày trước đó. Đó là một cuộc chạm trán ở giải U19 quốc tế 2022 tại Bình Dương. Đội quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam giành chiến thắng 1-0 với bàn thắng của Đình Bắc. Với kết quả này, U19 Thái Lan buộc hài lòng với trận tranh hạng 3, trong khi Việt Nam gặp Malaysia ở trận chung kết. Cách đây không lâu thì U19 Thái Lan cũng đã nhận thất bại trước Việt Nam sau loạt luân lưu ở giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022. Với lứa U23, Thái Lan thì cũng đã liên tiếp nhận trái đắng. Họ để thua giải U23 Đông Nam Á tại SEA Games 31 và ở vòng chung kết U23 châu Á. Mặc dù là hòa nhưng mà nhìn lại, Việt Nam vẫn đi tiếp vào vòng knockout. Bị đánh bại hết lần này tới lần khác, các cấp độ trẻ và mọi giải đấu, dư luận Thái Lan đã trở nên sục sôi như tờ Sun Sport đã phản ánh. Chúng ta không thể thắng Việt Nam ở lứa trẻ trong suốt năm 2022. Người hâm mộ đang mất dần sự kiên nhẫn, họ viết. Không dừng lại ở việc là yêu cầu huấn luyện viên của U19 Thái Lan từ chức, giống như là huấn luyện viên của U23 Sri Maka, người hâm mộ xứ chùa vàng còn kêu gọi vị chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan là rời nhiệm sở. Tất cả những lo lắng cho tương lai bóng đá Thái Lan và nói rằng Việt Nam đang đi đúng hướng. Còn về bóng đá Việt Nam, dù hiện tại chúng ta đang được đánh giá cao hơn người Thái, nhưng mà vẫn chưa thể vui mừng. Chiến thắng trước bóng đá Thái Lan đương nhiên là vui, nhưng mà đừng vui quá.
mà chúng ta cần phải khắc phục những điểm yếu và còn có rất nhiều khó khăn ở phía trước. Không cần phải nhắc lại, ở cấp độ đội tuyển, bóng đá Việt Nam thì vẫn chưa thể vượt qua người Thái về thành tích trong những lần đối đầu, đó chính là ở đội tuyển quốc gia. Thất bại không thể chối cãi ở bán kết AFF Cup 2020 là minh chứng cho điều này. Công bằng mà nói, bóng đá Việt Nam đang có những bước phát triển vượt bậc, căn cơ với hệ thống đào tạo trẻ chuyên nghiệp, nhưng mà vượt qua Thái Lan ở cấp độ đội tuyển thì vẫn cần có thời gian. Ngoài ra, xét về yếu tố hấp dẫn, chuyên nghiệp, cả sự trỗi dậy tại các giải đấu châu lục, rõ ràng Thái League đang vượt qua V-League về mọi mặt, về không phải là một khoảng cách là khó san bằng. Yếu tố sức mạnh và đại diện cho một nền bóng đá là giải vô địch quốc gia và đội tuyển, người Thái thì vẫn nhỉnh hơn. Vì thế mới nói là những gì gặt hái được cấp độ trẻ vẫn chỉ là nằm ở chuyện vui thay vì mừng rỡ quá trớn. Dù vậy, với con đường đang đi, bóng đá Việt Nam xứng đáng được khen ngợi, đặc biệt là gieo những hy vọng vào một tương lai qua mặt người Thái một cách sòng phẳng. Và con đường ấy không khác, vẫn là từ cội rễ bóng đá trẻ. Đó là câu chuyện giữa hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Trở lại các giải đấu đang diễn ra, hai đội tuyển của chúng ta đang gấp rút chuẩn bị cho hai trận đấu chung kết. Chiều nay vào lúc 18:30, U19 Việt Nam sẽ đá trận chung kết với U19 quốc tế thanh niên với các cầu thủ U19 Malaysia. Thay cho huấn luyện viên Đinh Thế Nam thắng cả 3 trận vòng bảng để giành quyền lọt vào chung kết sớm. Quan trọng hơn, U19 Việt Nam chơi càng ngày càng hay, thể hiện được sự chín chắn và chặt chẽ trong từng đấu pháp. Nếu mà chiến thắng 2-0 trước Myanmar ở trận giao quân, nhưng mà để lại những vết gợn trong khâu phòng ngự, màn ngược lội dòng 2-1 trước Malaysia cho thấy sự trưởng thành về bản lĩnh của các cầu thủ. Phan Khang cùng với đồng đội đã bình tĩnh để hóa giải áp lực đối thủ và tạo ra một sự tấn công bền bỉ đến phút cuối. Khác với hình ảnh cợt nhạt và bế tắc trong trận bán kết chính với đối thủ này ở U19 Đông Nam Á. Đến trận gặp U19 Thái Lan thì Việt Nam lại đá chặt chẽ để thắng 1-0 chung cuộc. 9 trận đấu gần nhất trong các trải giao hữu và chính thức thì U19 Việt Nam chỉ phải nhận thất bại một lần. Nói như vậy để thấy là U19 Việt Nam đang bước vào một cuộc so tài với Malaysia đầy tự tin và cao độ. Malaysia là một đội bóng đáng gờm khi mà đã thắng được Myanmar, hạ màn để lách qua khe hẹp vào chung kết. Mãnh hổ thì cũng gây khó khăn cho U19 Việt Nam ở trận thứ 2 vòng bảng khi mà dẫn 1-0, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Chắc chắn chung kết thì U19 Malaysia sẽ tiến độ về mọi mặt và quyết tâm khó chịu hơn. Đội bóng của huấn luyện viên Hassan cực kỳ mạnh ở những tình huống phản công và chuyển đổi trạng thái. Với những tiền vệ và tiền đạo giàu tốc độ, với nhiều cầu thủ U19 Việt Nam, thất bại 0-3 trước Malaysia vẫn còn ám ảnh. Đây là bài học, là động lực để U19 Việt Nam hoàn thiện mình, qua đó hướng tới một trận chung kết với đối tượng. Với những hảo thủ như là Quốc Việt, Đinh Bắc, Văn Khang, huấn luyện viên Đinh Thế Nam có một lực lượng đủ mạnh để xoay sở nhiều bài vở tấn công. 3 bàn gần nhất của U19 Việt Nam tới từ những pha dàn xếp rất đa dạng, từ bóng bổng tình huống cố định cho tới là phối hợp biên. Đội bóng Á đỏ ngày càng biến hóa và đa dạng hơn nhờ các cầu thủ đã tìm kiếm được sự ăn ý trong lối chơi. Điểm tựa của U19 Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay, bên cạnh yếu tố phong độ và thực lực, thì còn là sức nóng của sân cỏ đậu. Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả sẽ là điều làm tiền đề cho U19 Việt Nam chơi trận đấu để đời để giữ chức vô địch U19 quốc tế tại sân nhà.